Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân đang theo dõi bản tin nông nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Bắc Cạn chú trọng phát triển đàn vật nuôi, chăn nuôi an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, vốn hỗ trợ sản xuất thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Mở đầu bản tin là những thông tin nông nghiệp trong nước. Thưa quý vị và bà con, nửa đầu năm 2021, nhập khẩu gạo vào Philippines giảm so với cùng kỳ. Trong đó, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu vào nước này vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo, xấp xỉ 87%. Lượng gạo Việt Nam xuất khẩu vào Philippines khoảng 1,1 triệu tấn, chiếm 87% lượng gạo nhập khẩu trong nửa đầu năm nay của nước này. Bên cạnh đó, Philippines cũng nhập khẩu gạo từ Pakistan và Ấn Độ. Hiện nay, Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất gạo của Việt Nam. Chuyển sang những tin tức nông nghiệp trong tỉnh, thời gian qua, tỉnh Bắc Cạn luôn xác định hoạt động chăn nuôi giữ vai trò vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Lĩnh vực chăn nuôi đã từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Giai đoạn 2008-2020, tổng đàn vật nuôi có nhiều biến động. Đàn đại gia súc giảm từ hơn 116.400 con năm 2008 xuống còn trên 62.400 con năm 2020. Đàn lợn giảm từ 164.100 con năm 2008 xuống còn hơn 125.400 con năm 2020. Riêng đàn gia cầm tăng trên 204%. Năm 2008 có 1,2 triệu con, đến năm 2020 trên 2,4 triệu con. Mặc dù tổng đàn đại gia súc, tổng đàn lợn giảm, nhưng tư duy và phương thức chăn nuôi có bước chuyển biến mạnh từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi hàng hóa tập trung, đặc biệt đối với đàn lợn và đàn gia cầm, nên sản lượng thịt hơi tăng. Nhiều cơ sở chăn nuôi đã sử dụng các giống có ưu thế, bước đầu đã hình thành các chuỗi liên kết và có đầu tư chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng đàn vật nuôi. Xác định tổng đàn vật nuôi giảm, bên cạnh nguyên nhân chuyển dịch ngành nghề thu hẹp bãi chăn nuôi, thì nguyên nhân quan trọng chính là yếu tố dịch bệnh. Ngành nông nghiệp xác định mục tiêu từ nay đến năm 2025 cần tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh phát triển được 25 trang trại chăn nuôi trâu, bò quy mô vừa và nhỏ, 24 trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn, xây dựng 1 đến 2 trang trại trâu bò, 2 đến 3 trang trại lợn chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi khép kín, nhằm hạn chế dịch bệnh, giúp đàn vật nuôi phát triển ổn định. Để đạt mục tiêu này, ngành nông nghiệp xác định cần tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Thưa quý vị và bà con, xác định được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Hiện nay, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại theo hướng khép kín, tự động, chú trọng vệ sinh chuồng trại để hạn chế thiệt hại. Ghi nhận của phóng viên bản tin. Huyện Bắc Nẵm hiện nay có tổng đàn lợn hơn 34.200 con, nhiều hộ gia đình chăn nuôi từ 40 đến 60 con, một số hộ chăn nuôi gia trại trên 100 con. Từ khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi, các hộ đã đặc biệt chú ý đến khâu phòng bệnh. Nhiều hộ tự đầu tư chuồng trại khép kín, phun tiêu độc khử trùng hàng ngày, nhờ đó đã hạn chế được rủi ro trong chăn nuôi. Đến thời điểm này, bà con nhân dân cũng ý thức được rằng là để mà chăn nuôi thì trước tiên vẫn phải phòng được bệnh thì mới có cái hiệu quả. Do vậy thì hiện nay ấy, thì đối với đàn lợn chúng tôi ấy, trên địa bàn xã ấy, thì có bà con nhân dân thì đã nuôi thì trong cái đã bỏ vốn của gia đình ra để nuôi lợn thì bà con đã tự ý thức được rằng là tự liên hệ để tiêm phòng cho đàn lợn của mình. Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã khiến hơn 3.800 con lợn bị chết và tiêu hủy. Bệnh viêm da nội cục khiến hơn 2.700 con trâu bò mắc bệnh. Đây là một con số lớn đối với một tỉnh có tổng đàn vật nuôi còn thấp như Bắc Cạn. Một điều có thể dễ nhận thấy là dịch thường chỉ xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, khâu phòng bệnh không được chú trọng. Đối với những trang trại lớn áp dụng nghiêm ngặt các quy định về chăn nuôi an toàn thì tỷ lệ xảy ra dịch bệnh thấp hơn rất nhiều. Chính vì vậy, xây dựng các mô hình tổ hợp tác xã chăn nuôi khép kín, chú trọng từ khâu chọn con giống, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ, chăn nuôi hữu cơ đang là hướng đi được nhiều địa phương hướng đến. Bây giờ chúng ta không thể là hỗ trợ như kiểu ngày xưa là mỗi nhà vài chục con gà hay là một con lợn hay là một con trâu, một con bò. Mà chúng ta phải tập trung chỉ đạo cho cái việc này là sản xuất ở cái quy mô phù hợp
là phải thành trang trại, phải trang trại. Quy mô càng lớn thì cái nguy cơ dịch bệnh nó lại càng thấp. Sự thay đổi trong tư duy và tập quán sản xuất của người dân sẽ là tiền đề quan trọng để đưa ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển ngày càng chuyên nghiệp hơn, phù hợp với định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh đề ra. Chuyển sang một số tin tức nông nghiệp khác. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, tỉnh Bắc Cạn đã tập trung triển khai các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. Theo đó, ngành chuyên môn đã triển khai 150 đề tài dự án nông lâm nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt, triển khai các dự án phục tráng, xây dựng mô hình thâm canh theo hướng Việt Gáp, sản xuất cây giống sạch bệnh, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tuyển chọn cây đầu dòng đối với một số cây đặc sản, phục tráng một số giống cây trồng đặc sản địa phương. Thông qua các đề tài dự án đã phục tráng cây hồng không hạt và một số giống lúa bản địa, tuyển chọn được 2 giống đảo chín sớm, bổ sung giống lê mới, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực của tỉnh. Trong lĩnh vực chăn nuôi đã triển khai một số dự án góp phần chủ động con giống chất lượng cao. Đối với lâm nghiệp đã nghiên cứu thành công các đề tài liên quan đến quản lý sinh vật gây hại trên cây lâm nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài đa mục đích. Vừa qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bắc Cạn đã có quyết định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho công ty trách nhiệm hữu hạn chè Pelonien tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. Giấy chứng nhận được cấp có giá trị 3 năm từ ngày có quyết định, được cấp cho diện tích chè 100 ha với các sản phẩm chè Ô Long, chè Kim Huyền, chè đen, chè nhài. Hiện nay công ty có công suất chế biến 8 tấn một năm. Song song với việc cấp giấy chứng nhận, cơ quan chuyên môn cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về an toàn thực phẩm, các quy định của luật an toàn thực phẩm đến các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thường xuyên tuyên truyền, cung cấp kiến thức cơ bản, cần thiết để giúp người dân biết cách lựa chọn được những thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, hạn chế nguy cơ ngộ độc do thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, kém chất lượng. Thưa quý vị và bà con, trong những năm qua, nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ các chương trình dự án đã góp phần giúp người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, đưa nhiều loại giống năng suất chất lượng cao vào sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa tại các địa phương. Là hộ được hỗ trợ triển khai mô hình trồng bưởi sen ổi từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Trần Văn Hội ở xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đồi kém hiệu quả san ủi thành bãi để trồng cây ăn quả. Sau hơn 4 năm, mô hình đã đem lại hiệu quả bước đầu. Tận dụng diện tích vườn đồi, gia đình ông đầu tư chăn nuôi thêm hàng trăm con gà, tăng thêm thu nhập hiệu quả cho gia đình. Là đầu tư này là vôi này, phân bón này, nhưng trời ơi, nhưng cái giống là mình không phải muốn mua rồi. Hôm qua mình chỉ mất cái công là san bãi ủi với chăm sóc hàng ngày. Bên riêng nuôi gà thì chăm sóc thì phải nhất là cái lúc thời bé tầm 21 ngày tuổi kia phải chăm nó thật đấy vào, thì tốt vào, cho thuốc các thứ vào nó mới lên được. Chăm bằng thuốc, vaccine vào, tiêm phòng, gà là phải tiêm phòng. Từ các chương trình dự án như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 30A-135, tỉnh đã tập trung hỗ trợ về cây, con giống như chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, nuôi gà thương phẩm, chăn nuôi dê, lợn, cá nước ngọt. Các dự án phát triển cây cam đường canh, cam sành theo Việt Gáp, trồng rau an toàn, chè, chanh leo, khoai môn, khoai tây, phát triển chuỗi liên kết cây nghệ. Trong giai đoạn 2008-2020, tổng số vốn đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh là hơn 2.800 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư của toàn xã hội. Đa phần các mô hình đều gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm, đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất, đặc biệt đối với các huyện vùng cao. Các cái mô hình thì chủ yếu tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi và một số các cái mô hình khác đã giúp cho người dân thứ nhất là tiếp cận được cái khoa học kỹ thuật, thứ hai là cũng nâng cao cái hiệu quả của các cái cây trồng, năng suất của các cây trồng và tạo những cái thu nhập cho bà con trong nông dân trong cái giai đoạn hiện nay. Bên cạnh hiệu quả, nhiều dự án hỗ trợ vẫn còn xảy ra tình trạng sau khi kết thúc hỗ trợ, người dân không duy trì và mở rộng được mô hình. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, xây dựng các mô hình phù hợp với lợi thế của địa phương,
đảm bảo nguồn vốn đầu tư đạt kết quả, tránh lãng phí. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tuần tới.